Xin chào, chào mừng mọi người đã tới với channel của mình. Mình là Dương và ở channel này mọi người có thể tìm thấy những điều mình chia sẻ trong cuộc sống. Và chắc chắn là mình có review nước hoa nữa. Như mọi người đã xem cái video này mình để trên này, đây chính là video haul đầu năm của mình. Thì mình đã có một loạt những chai nước hoa Chanel và mình đang ready để có thể cho ra lò tất cả những video review với các em ấy cho mọi người. Thì hôm nay chính là phát súng đầu tiên, mở màn bằng em Chanel Gabriel này. Đây là bản Essence chứ không phải là bản Chanel Gabriel bình thường. Thì mọi người hãy cùng với mình xem là em nước hoa này có đáng đồng tiền bát gạo không nhá. Sao mình lại lựa chọn em Chanel Gabriel này để làm em nước hoa đầu tiên mở màn cho chuỗi nước hoa Chanel của mình? Bởi vì em này mình nhận được nhiều cái lời khen của mọi người xung quanh nhất. Mình xịt chai nước hoa này và lần nào mọi người cũng bảo hôm nay xịt gì thơm thế. Thế nên là mình đã bắt đầu với em này. Mặc dù đây không hẳn là một cái mùi signature, một cái mùi nó phù hợp với tính cách của mình, không phải là cái mùi ưa thích của mình ấy, nhưng mà nhiều người lại thích mùi nước hoa này quá, nên là mình quyết định sẽ làm review về em nước hoa Chanel Gabriel này cho mọi người. Thì trên tay mình đây là em Chanel Gabriel bản Essence. Đây là chai 100ml. Thì bên ngoài của em ấy hình dáng như thế này đây. Một chai nước hoa thủy tinh vuông, và mình cảm giác là cầm thì cũng vừa tay đấy, nhưng mà cũng rất là mong manh dễ vỡ. Và em này khiến cho mình cảm thấy mình cầm chai nước hoa mình còn cảm thấy run tay ấy, cảm thấy cầm phải cầm cẩn thận chứ lằng nhằng nó vỡ toang đi một phát thì gọi là mất nguyên một đống tiền. Để làm quà tặng với cái vỏ này thì phải gọi là san thôi rồi luôn. Bây giờ thì mình cùng tới với các tầng hương của em ấy nhé. Em Chanel Gabriel này ban đầu mình cứ nghĩ là em ấy sẽ là một cái mùi hương nó có một cái sự đầm quyến. Có lẽ mình nghĩ như vậy bởi vì em ấy có cái chữ Essence ở cuối ấy. Nhưng mà không, đây lại là một cái mùi hương mà rất là ban ngày nha mọi người. Rất là phù hợp với ban ngày này, rất là phù hợp với mùa xuân. Và xịt trong mùa hè thì cũng rất là ok nha. Em này nếu mà buổi tối muốn sử dụng ý, thì nên xịt đẫm hơn một chút, nhưng mà sẽ phù hợp với ban ngày hơn là buổi tối. Một cái mùi hương vừa nhẹ nhàng, vừa nữ tính, trẻ trung, hiện đại, vừa có cái sự tinh tế. Mình không hề cảm thấy có cái sự quyến rũ, gợi cảm với chai nước hoa này một chút nào. Và với em này thì các tầng hương của em ấy rất là phức tạp luôn. Thế nên là mình chắc chắn là phải cầm điện thoại để có thể đọc được đầy đủ tầng hương của em này rồi. Tầng hương đầu tiên của em Chanel Gabriel bản Essence này thì có cam, chanh, đào, quả mọng đỏ. Nó là rất nhiều các cái quả mọng ấy, thuộc vào dạng red fruit ấy mọi người. Lá chanh và còn có cả nho đen nữa. Thì cái tầng hương đầu tiên này mình cảm thấy rõ ràng nhất sẽ là cái mùi chanh, mùi cam. Nhưng mà nó không phải quá hắc và nó không phải là quá nổi bật đâu, mà nó chỉ kiểu nhẹ nhẹ và nó blend vào với cái sự ngọt nhẹ nhàng của hoa quả và có cái sự thơm nhẹ nhàng của hoa, của hương hoa. Thì các hương hoa này nó sẽ nằm ở tầng hương thứ hai. Tầng hương thứ hai của em ấy thì có dừa, hoa cam, ngọc lan tây, hoa nhài, hoa huệ. Chai nước hoa này nó có cái sự ngọt của hoa quả, có một chút cái sự cam chanh và có rất nhiều cái sự thơm nhẹ nhàng hòa quyện của hương hoa. Cái kiểu mùi thơm của em này nó là một cái mùi thơm nó hơi fresh, một cái mùi thơm nữ tính nhẹ nhàng và nó lâng lâng, chứ nó không phải là một cái mùi hương mà nó đậm quyến, không phải là một cái mùi tạo ấn tượng quá mạnh, mà nó sẽ là lãng đãng đi qua và khiến cho người ta ngửi thấy xong người ta phải như kiểu phải mơ mơ ấy. Mặc dù cái tầng hương cuối của em ấy thì cũng có gỗ đàn hương, có xạ hương, nhưng mà nó vẫn không hề làm cho em này có một cái sự mùa đông, không hề có một cái sự ấm cúng nào. Thì đây là một em nước hoa nữ tính, một kiểu lãng đãng mơ mộng, lâng lâng, một cái sự hiện đại, trẻ trung và tinh tế. Đấy chính là những cái tính từ mà mình có thể sử dụng cho em nước hoa này. Và mình nghĩ là em này sẽ rất là phù hợp để đi những cái sự kiện kiểu sang trọng và sẽ rất là phù hợp với các bạn dân văn phòng. Về độ lưu hương và tỏa hương của em này thì cũng khá là tốt nha. Lưu hương thì có thể khoảng tầm tới 7 tiếng,
8 tiếng thì nó chỉ còn cái mùi kiểu hơi ngọt ngọt, hơi fresh fresh một chút, chứ còn nó sẽ không có rõ cái mùi hương nữa. Tới tầm 7 tiếng ấy thì vẫn có thể ngửi được. Và cái độ tỏa hương của em này mình cảm thấy khá ổn. Nó không phải là tới 2 mét, nhưng mà khi mà mọi người đứng kiểu trong vòng một cánh tay ấy, thì vẫn có thể ngửi được. Và mình đặc biệt hay xịt em này vào cái phần chân tóc ở sau gáy này này. Thì mỗi lần mình xịt ấy, thì mình sẽ đều xịt khoảng tầm 2 tới 3 lần ở đằng hai cái mang tai và một lần đằng sau gáy. Và mình thì lại là một đứa rất thích chỉnh tóc, thế nên thỉnh thoảng mình cứ kiểu gạt tóc ra xong mình chải chải xong mình cứ gạt gạt tóc ấy. Thế là những người xung quanh mình có thể ngửi thấy cái mùi hương này. Và đây lại là một cái mùi hương mà mình cảm thấy rất là professional luôn. Mọi người, bất kể người nào ngửi thấy ấy, thì cũng sẽ cảm thấy dễ mến ở chai nước hoa này. Gần như ai ngửi cái chai nước hoa này này cũng đều cảm thấy là đây là một cái mùi hương đáng yêu, ai cũng thích luôn ấy. Thế nên nếu mọi người mà thắc mắc không biết là nên tặng bạn gái chai nước hoa nào mà vừa có một cái thương hiệu nổi tiếng, vừa có một cái độ sang trọng về cái vẻ bề ngoài và một cái mùi hương không thể sai được, thì có thể nghĩ tới em này nhé. Đây sẽ là một cái mùi hương nó rất vừa phải để xịt hàng ngày luôn. Và với mình thì mình thấy cũng ổn thôi, sử dụng cái mùi hương này được. Nhưng mà để mà match với cả cái tính cách của bản thân ấy, thì mình thì không thấy nó match lắm với mình. Nhưng mà khả năng sẽ rất là phù hợp, thậm chí là với các bạn nữ trẻ tuổi luôn, khoảng tuổi teen ấy, mà sử dụng chai nước hoa mình này mình thấy cũng được, bởi vì nó có cái sự trẻ trung. Nhưng mà về cái độ mắc tiền ấy, thì nó sẽ không phù hợp với tuổi teen lắm. Cái chai 100ml này mình nhớ không nhầm thì nó rơi vào tầm 127. Mình sẽ để giá cụ thể ở đây nhé. Chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2019, thì không biết mọi người đã sử dụng chai nước hoa này chưa. Nếu mà rồi thì mọi người có cảm nhận như thế nào, hãy để lại comment ở phía dưới cho mình biết với nha. Trên đây là toàn bộ cái nhận xét của mình về chai nước hoa Chanel Gabriel bản Essence này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video này của mình. Và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye.